Tổ chức Y tế Thế giới WHO một lần nữa khẳng định sự cảnh giác cực độ là cần thiết bởi nhiều quốc gia bắt đầu dỡ bỏ các lệnh phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Cảnh báo của WHO được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại trên toàn cầu về một làn sóng lây nhiễm thứ hai. Cũng trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng việc dỡ bỏ các quy định hạn chế là phức tạp và khó khăn, đồng thời nhấn mạnh việc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa một cách chậm rãi và từng bước là vấn đề then chốt. Theo thông tin cập nhật tới 8 giờ sáng nay theo giờ Hà Nội trên trang Worldometers, thế giới hiện ghi nhận hơn 4 triệu 200.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 287.000 người đã tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới với hơn 1 triệu 300.000 ca mắc bệnh, trong đó có 81.700 ca tử vong do COVID-19.